Nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất con từ thiện ấy trao phần quà của em gái Quỳnh Tuyết Linh áo hỗ trợ cho người khó khăn thất nghiệp. Dương Hậu thay mặt người nghèo cảm ơn, chúc em được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909 098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.